hơi căng. Bạch sư cho con hỏi, từ khi con biết Phật pháp và con cũng cố gắng làm những việc lành và việc thiện, nhưng sao con gặp biến cố trong cuộc sống ạ? Phải chăng nghiệp con đang trổ, con muốn khắc phục có cách nào không? Cái này sư cũng giải đáp nó nhiều lần rồi. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Một là khi chúng ta sống ác á, thì chúng ta mới thuận theo ở đời, tại vì thế gian này họ đang có khuynh hướng ác. Ở đời họ bất thiện rất là nhiều, hầu như còn khi chúng ta sống thiện là chúng ta đi ngược đời, ngược dòng đời, đi ngược dòng nước. Mà khi ngược dòng nước là chúng ta phải chịu cái xiết của dòng nước. Do đó khi chúng ta sống thiện thì những người sống ác họ không để cho mình yên được. Họ rất khó để mà chấp nhận một con người sống thiện giữa những con người sống ác. Giống như con husky mà nó lọt vô bầy sói vậy đó, nhìn tướng nó tưởng xấu, thực tế nó con husky. Thì một trong những cách để khắc phục trong trường hợp đó là hãy nỗ lực tu tập tâm từ. Nỗ lực tu tập tâm từ và nỗ lực học chia sẻ và yêu thương. Tức là chúng ta tập bố thí, khi chúng ta biết chia sẻ và yêu thương, mở rộng tấm lòng mình ra, chúng ta phát triển tâm từ, thì chúng ta sẽ làm cho chúng sanh xung quanh họ hài lòng, họ thoải mái, họ dễ chịu. Thì khi đó cái việc tu của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn, giữ giới cũng dễ hơn. Do đó tại sao mà người cư sĩ mới bắt đầu vào đạo, Thế Tôn hướng dẫn là bố thí trước. Tại vì bố thí trước nó mở đường cho các thiện pháp, giúp cho các chúng sanh ở xung quanh mình họ dễ chịu hơn. Cái thứ hai á, là những do chính cái thói quen của mình nó làm cản trở mình. Tại vì xưa giờ mình thói quen, mình là thói quen sống ác, thói quen sống bất thiện nhiều rồi. Bây giờ mình chuyển qua mình sống thiện thì tự nhiên là nó sẽ khó chịu thôi. Giống như cái người mà đang ăn uống ngon lành, tự nhiên cái đùng phát hiện tiểu đường, cái phải kiêng khem đủ thứ thì họ rất là khó chịu. Cho nên vấn đề thứ hai đến từ nội tâm. Vấn đề thứ ba là mình có chắc là cái nghiệp nó trổ như vậy là tại vì mình tu hay không, hay là tại vì mình tu cho nên nghiệp nó mới trổ ra như vậy. Sư lấy ví dụ như lẽ ra đó, mình sẽ phải chịu cái nghiệp là bị cháy, mất sạch tài sản, tán gia bại sản do một cái cơn cháy. Cái nghiệp nó lẽ ra nó trổ tới giờ tới khắc đó, lẽ ra nó trổ như vậy. Nhưng mà do mình tu cho nên là cái phước nó nâng đỡ rất là nhiều. Cho nên thay vì mình bị cháy, tán gia bại sản thì mình chỉ bị ăn trộm mới vô nhà thôi. Mà mình không biết cái đó, mình cứ nghĩ sao tôi tu mà tôi bị trộm. Hoặc á, là lẽ ra cái nghiệp của mình á, là tới thời điểm đó là mình sẽ bị tai nạn giao thông mà mình nằm liệt một chỗ luôn. Bao nhiêu tiền của là đổ dồn vô để chữa bệnh cho mình hết, gia đình suy sụp. Nhưng mà nhờ mình có tu cho nên là mình chỉ bị gãy tay gãy chân thôi. Thì cái người, tại sao mình không nghĩ cái đó mà mình nghĩ là tại sao tôi tu mà tôi còn bị gãy tay gãy chân? Nhưng mà đôi khi họ không biết là nếu hên là anh có tu anh mới bị gãy tay gãy chân á, còn anh không tu là bây giờ anh nằm đóng rồi. Khi chúng ta không hiểu về cách vận hành của nghiệp á, thì chúng ta rất dễ sanh ra những hiểu lầm. Tại vì bản chất của phước là sự nâng đỡ, bản chất của phước là sự nâng đỡ. Hơn nữa có những cái á, nó phải trổ sớm để nó hết. Ví dụ như á, mình bị cái vết thương, thì nếu mà vết thương nó làm mủ thì khi mà mình phải rạch cái vết thương nó ra, mình nặn mủ ra rồi mình sát trùng nó rồi mình khâu lại là xong chuyện. Còn mình càng để lâu, nó ấp ủ càng lâu thì tới hồi mà nó bể ra nó còn quá cha nữa. Nghiệp cũng vậy,
À, đôi khi á, nhờ mình tu, nhờ cái phước á, cái nghiệp nó trổ sớm để xong chuyện, để xong chuyện, chứ nó không ấp ủ nữa. Chứ còn không thôi mình để nó ấp ủ, đến hồi nó trổ ra là mình chết luôn á. Điều đó được nói tới ở trong kinh Hạt Muối, Phẩm Hạt Muối, trong tương ưng, trong Tăng Chi. Đó là khi mà một người làm cái chuyện bất thiện, nhưng nếu là người có tu á, người không có tu á, là cái nghiệp đó sẽ dẫn họ, người đó xuống địa ngục. Nhưng đối với người có tu á, thì nghiệp đó nó trổ ngay lập tức và không di hại cho đời sau. Cho nên là khi chúng ta hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta sẽ không có những cái lo lắng về những cái chuyện, ủa sao mình tu mà tại sao từ hồi tôi bắt đầu tu tôi lại gặp những biến cố như thế này. Còn hỏi làm sao khắc phục thì cứ tiếp tục tu. Được vậy là mừng. Đôi khi chúng ta tu mà chúng ta thấy nghiệp nó trổ, vậy là mình mừng. Tại vì sớm là xong chuyện.